Thưa quý vị, sau một năm thực hiện phong trào thanh niên công an nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy, cụm thi đua số 1 Ban Thanh niên Bộ Công an gồm tuổi trẻ công an 5 thành phố lớn, Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh và Cần Thơ đã chung sức đồng lòng triển khai nhiều hoạt động thiết thực, góp phần cải thiện đời sống an sinh xã hội tại nhiều địa phương. Ngày vui đối với gia đình anh Trần Duy Phúc và chị Trương Thị Ngọc Ánh. Ngôi nhà cũ sập sệ trước đây đã được sửa chữa khang trang, tươm tất. Một niềm vui thực sự rất là bất ngờ cho gia đình, tại vì phần lo con cái ăn học cho nên không có điều kiện. Nên nay là có nhờ chỗ các anh, các chị đã đến giúp đỡ gia đình tài trợ như thế này. Thực sự gia đình không biết nói gì hơn, chỉ biết niềm vui và mừng rỡ là vinh hạnh cho gia đình rồi. Niềm vui còn lan tỏa đến với bà con ngư dân hai phường Mân Thái, Thọ Quang, quận Sơn Trà. Dịp này, cụm thi đua số 1 Ban Thanh niên Bộ Công an đã trao 20 phần quà trị giá 20 triệu đồng cho ngư dân tại đây, chia sẻ phần nào khó khăn để bà con tiếp tục vươn khơi bám biển. Đây là tấm lòng và tình cảm của các anh dành cho bà con ngư dân có hoàn cảnh khó khăn. Thì đó là sự sẻ chia và động viên bà con nhân dân trong vượt qua các khó khăn trong cái giai đoạn hiện nay. Trong năm qua, Đoàn Thanh niên Công an 5 thành phố lớn đã nêu cao tinh thần đoàn kết, chung sức đồng lòng hướng đến cộng đồng. Với nguồn quỹ được huy động gần 15 tỷ đồng, trong một năm qua, nhiều chương trình ý nghĩa được triển khai có hiệu quả tại 5 thành phố lớn như Ngày thứ Bảy tình nguyện, Chủ nhật xanh đồng hành cùng em đến trường, nhà đồng đội, qua đó đã thể hiện tinh thần xung kích của tuổi trẻ công an nhân dân. Thông qua những hoạt động này thì tuổi trẻ của năm thành phố trung ương muốn có một cái hình ảnh là gần gũi hơn với nhân dân, đồng thời nâng cao cái vị trí vai trò của người cái tính xung kích của đoàn viên thanh niên trong công tác giữ gìn trật tự an ninh xã hội và xung kích vì cộng đồng. Bên cạnh việc thực hiện có hiệu quả các phong trào tình nguyện, sau một năm thực hiện phong trào thanh niên công an nhân dân học tập thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy, cụm thi đua số 1 luôn là lực lượng xung kích đi đầu trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, tình nguyện và sáng tạo trong công tác chuyên môn. Mỗi phong trào đều được cụ thể hóa bằng hành động, từ đó xây dựng phong cách người chiến sĩ công an nhân dân, bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ.